Về vùng đất phương Nam sông nước hữu tình, có lẽ không ai không biết đến những cái chợ độc đáo được gọi bằng tên mộc mạc dân dã đã đi vào thi ca dân gian. Dòng sông khi đục khi trong, chỉ riêng chợ nổi người đông bốn mùa. Hay phong điền chợ nổi trên sông, bồng bềnh mặt nước chợ đông sớm chiều. Những cái chợ độc đáo xuất hiện trên các ngã ba, ngã bảy của vùng sông nước miền Tây chính là chợ nổi, hay còn gọi là chợ trên sông. Kiểu chợ mà đôi khi tuổi của nó đã ngót nghét hàng trăm năm, tồn tại cùng miền đất và con người phương Nam. Không ai biết đích xác chợ trên sông ở miền đất phương Nam có từ bao giờ. Chỉ biết rằng chợ trên sông là sản phẩm của cư dân vùng đất mới, gồm những ngư dân miền Trung thạo nghề đi biển, những người quan quen sống trên thuyền với nghề mua bán, và các cư dân bản địa vốn đã quen sông quen nước. Đặc điểm cư dân đó cùng với những điều kiện khác như hệ thống sông ngòi chằng chịt, dùng đất màu mỡ, có nhiều sản vật phong phú đa dạng, có thể trở thành hàng hóa trao đổi mua bán, tất cả đã hình thành nên những chợ nổi trên sông. Chợ nổi trên sông thường nhóm họp từ rất sớm, chừng 2 giờ khuya, lúc nhiều người đang chìm sâu vào giấc ngủ đã thấy ánh đèn loang loáng, tiếng gọi nhau rộn rã một khúc sông. Những người tham gia nhóm chợ sớm chủ yếu là các bạn hàng đến mua nông sản từ chợ nổi về phân phối lại cho các chợ trên bờ để đảm bảo kịp thời gian mà hàng vẫn còn tươi nguyên bắt mắt. Chợ trên sông thường sôi động và đông ken nhất vào sớm tinh sương và bắt đầu thưa khách dần khi mặt trời lên đến đầu ngọn sào. Việc chọn địa điểm, thời gian họp chợ trên sông của các cư dân đồng bằng để thể hiện một nhãn quan văn hóa ứng xử đối với tự nhiên và xã hội hết sức hài hòa, sáng tạo. Sự hài hòa, sáng tạo ấy đã hình thành nên những đặc trưng văn hóa riêng biệt, văn hóa sông nước miệt vườn của vùng đất phương Nam. Vì chợ nhóm họp trên sông nên đương nhiên người mua kẻ bán phải di chuyển trên các phương tiện đường thủy. Ở chợ nổi dường như người ta tìm thấy tất cả các loại ghe xuồng, phương tiện đi lại quan trọng nhất của cư dân miền sông nước. Điểm hết sức ấn tượng độc đáo của chợ trên sông đó là hình ảnh những chiếc ghe bầu kết bè thành từng dải bồng bềnh trên sóng nước. Ghe bầu xuất hiện ở chợ nổi với nhiều biến thể về kiểu dáng, thể hiện sự sáng tạo của các nghệ nhân đóng ghe xuồng miền Tây từ nguyên bản chiếc ghe bầu miền Trung. Phương tiện lớn nhất ở các chợ trên sông là ghe chài. Ghe chài thường có 2 tầng, bên trong thân ghe chia làm 2 phần. Phần đầu chứa hàng hóa, phần sau dùng cho sinh hoạt của người đi ghe. Do có trọng tải lớn nên ghe chài thường neo đậu một mình, chứ không kết thành bè như ghe bầu. Trên mặt sông, những phương tiện vận tải lớn như ghe chài, ghe bầu thường đậu cố định một chỗ để bán hàng. Còn các loại phương tiện nhỏ thì cơ động luồn lách giữa một rừng các ghe xuồng để mua bán hàng hóa. Có thể ví mỗi chợ nổi trên sông như một bảo tàng các loại ghe xuồng miền Tây, mà tùy theo chợ miệt nào thì loại ghe xuồng miệt đó chiếm ưu thế. Các ghe xuồng xứ khác cũng xuất hiện bên cạnh, góp phần làm phong phú thêm chủng loại. Từ bức tranh phương tiện này có thể nhận ra những nét đẹp độc đáo và sáng tạo trong văn hóa của người miền Tây sông nước. Đã gọi là chợ thì phải có hàng hóa trao đổi mua bán. Đến với chợ trên sông, người ta chứng kiến những chiếc xuồng ghe triểu nặng với những sắc màu rực rỡ của các loại trái cây nhiệt đới như bưởi, cam, dừa. Những ghe xuồng khác thì chở các loại hoa màu xanh mát, tươi nguyên như rau cải, dưa hành. Nhìn chung hàng hóa ở đây chủ yếu theo kiểu mùa nào trái nấy. Mùa nước lũ, miệt trên thiếu rau xanh bầu bí,
dân ghe đổ xuống chợ nổi miệt dưới bổ hàng về bán. Mùa chôm chôm mận nhãn từ miệt vườn đổ ra các chợ. Hình thức tiếp thị hàng hóa ở chợ trên sông miền Tây cũng hết sức đặc biệt. Giữa khu vực sân rộng lớn và đông ken ghe xuồng với tiếng động cơ ồn ào, tiếng mái chèo, tiếng người ý ới, người ta không thể rao hàng như kiểu chợ trên bờ. Để quảng bá sản phẩm của mình, người bán dùng hình thức bẹo hàng. Bán cái gì thì họ treo hàng đó lên trên một cây bẹo. Người mua chỉ cần đứng từ xa, nhìn vào những cây bẹo rồi quan sát và tìm loại hàng mình muốn mua. Mua bán thì phải mặc cả trả giá. Ở chợ nổi, chuyện mua bán thường diễn ra nhanh chóng. Vì là mối lái với nhau nên hầu như không có chuyện nói thấp giá cả. Có khi bán chuyến này rồi chuyến sau mới thu tiền, gọi là bán gối đầu. Du khách phương xa có thể nghe đâu đó sự phân vua nhún nhường của người bán hàng với khách mua vì trái cam bó hành không tốt như mọi khi, hay sự phóng khoáng không so đo tính toán, sẵn sàng cho thêm mấy phần dưa cải dòi ra ít nhiều. Tình người chợ nổi được thể hiện trong mỗi cử chỉ, lời nói mộc mạc, thân thiện, cũng như trên những gương mặt rạng ngời và ánh mắt du tư. Bốn ký nè anh ơi, 20 ngàn. Sự mặc cảm nhẹ nhàng ở đây có lẽ nguyên nhân chính là do tính cách thiệt tình, hiền hậu và phóng khoáng của con người miền Tây. Nơi vùng đất mới, họ đã quen nếp tương trợ, nương tựa lẫn nhau để cùng khai phá lập nghiệp. Bên cạnh các hoạt động mua bán trên sông, chợ nổi còn để lại nhiều ấn tượng với những sinh hoạt văn hóa đậm chất thương hồ. Cuộc sống lênh đênh trên sông nước của nhiều gia đình với bao thế hệ cha truyền con nối đã hình thành nên một không gian văn hóa riêng. Đời thương hồ xem chiếc ghe như là ngôi nhà chính của mình. Trong không gian khá chật hẹp, họ phải bố trí sao cho hàng hóa, nơi ăn ngủ, nơi vệ sinh phải phù hợp nhất và tốt nhất. Nét đẹp và độc đáo của chợ nổi không chỉ là những hoạt động mua bán nhộn nhịp và tất bật. Đằng sau những buổi chợ nổi sao động mặt sông là các hoạt động giải trí độc đáo. Cũng vì những thú vui đó mà nhiều thương lái không thể bỏ nghề, do nhớ chị, nhớ em, nhớ anh, nhớ chú, nhớ cái tình sông nước. Những lúc gió mát trăng thanh, khi hàng đã bán xong, khách thương hồ lại cùng nhau quần tụ. Rồi như đã thành lệ, mỗi ghe góp vào những nhạc cụ mà mình sẵn có, như đàn kìm, đàn nhị, đàn cò, đàn nguyệt, nhịp sông lan. Rồi cũng chính những nhạc công lại trở thành các anh kép cô đào, cất lên những bài ca câu cổ đầy nỗi niềm nhân tình thế thái cho kiếp đời trên sông nước. Mang cả tình quê trong sắc nắng tươi hồng. Chợ trên sông dường như không chỉ là phương kế sinh nhai của giới thương hồ, mà đây còn là nơi lưu giữ những giá trị sinh hoạt văn hóa tinh thần độc đáo, phù hợp với tính cách của người Nam Bộ phóng khoáng, tài hoa. Nhiều thương hồ có nhà trên bờ nhưng chẳng mấy khi về. Cuộc sống của họ gắn chặt với ghe thuyền và những chuyến đi dài ngày. Đối với người dân quanh chợ, đi chợ trên sông mỗi ngày như là một thói quen.
Có nhiều người vượt cả đoạn đường dài bằng xuồng ghe tới chợ chỉ để mua một ít trái cây, một vài vật dụng trong nhà, hay chỉ ngồi uống ly cà phê ở một hàng quán cập bờ sông. Mặc dù đã có đường, có cầu tới chợ, nhưng bà con vẫn thích đi ghe xuồng để ngao du sông nước và thăm hỏi, giao lưu cùng thương lái tại đây. Ở chợ trên sông ngày nay, ngoài hình thức giới thiệu hàng hóa cổ xưa là cây bẹo, còn có thêm cách thức quảng bá sản phẩm hiện đại. Chính sự kết hợp hài hòa đó đã tạo nên một không gian chợ hết sức độc đáo, thể hiện rõ tính cách phóng khoáng, sẵn sàng tiếp thu cái mới của cư dân miền Tây sông nước. Cả tình quê trong sắc nắng